Hiện tại là tháng 8 năm 2020 và đang là giữa mùa mưa, cho nên chi tình hình sốt xuất huyết cũng tăng so với những tháng trước đây. Cụ thể là hiện tại khoa sốt xuất huyết chúng tôi có 50 trường hợp sốt xuất huyết đen, trong đó có 5 trường hợp sốc sốt xuất huyết đen phải điều trị truyền dịch chống sốc và hỗ trợ bằng các phương pháp điều trị hồi sức tích cực. Ngoài ra thì có khoảng chừng 20 cho đến 30 em sốt xuất huyết đang có dấu hiệu cảnh báo, cần được truyền dịch theo dõi mỗi ngày tại khoa. Những trường hợp khác thì bệnh nhân được điều trị ngoại trú. Nói chung thì sốt xuất huyết là bệnh xảy ra có tính chất theo mùa. Mùa mưa thường tăng cao so với những tháng mùa nắng. Nhưng mà sốt xuất huyết xảy ra quanh năm, đặc biệt ở miền Nam vì khí hậu rất là thuận lợi cho sốt xuất huyết phát triển. Sau khi bị sốt xuất huyết thì bệnh nhân có tình trạng đáp ứng miễn dịch, bảo vệ cơ thể trong vòng khoảng chừng 2 đến 3 tháng đối với tiếp virus đó. Sau đợt bảo vệ này thì kháng thể sẽ không còn có tác dụng bảo vệ cơ thể bệnh nhân và bệnh nhân vẫn có thể mắc những cái tiếp virus gây bệnh sốt xuất huyết khác. Và những lần tái nhiễm sốt xuất huyết bởi một tiếp virus khác thì bệnh nhân có khuyến trở nặng nhiều hơn, như là sốc hoặc là xuất huyết nặng và suy các cơ quan. Cho nên chi quý vị phụ huynh hãy lưu ý là bệnh sốt huyết không chỉ xảy ra một lần mà có thể xảy ra từ 2 đến 4 lần trong suốt cả cuộc đời. Thì có tất cả là 4 tiếp virus gây bệnh sốt xuất huyết đen khác nhau. Hầu hết các trường hợp sốt xuất huyết đều có thể điều trị tại nhà và theo dõi mỗi ngày bằng cách đi khám bệnh và chú ý xem coi bệnh nhân có các dấu hiệu cảnh báo không để nhập viện liền ngay khi có dấu hiệu nguy hiểm. Đặc biệt là quanh giai đoạn bệnh nhân hết sốt và trong vòng 24 giờ sau đó, nếu như bệnh nhân không khỏe hơn, có các biểu hiện như là lừ đừ, mệt mỏi nhiều hơn, buồn nôn, nôn ói, đau bụng nhiều hoặc là xuất huyết bất thường như là chấm xuất huyết ngoài da, chảy máu mũi, chảy máu răng, ói ra máu hoặc là đi cầu phân đen, hoặc là xuất huyết âm đạo bất thường ở trẻ gái tuổi dậy thì cần phải cho bé nhập viện ngay lập tức để bác sĩ khám và điều trị kịp thời. Trong cái mùa Covid này thì cũng phải phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết, vì hai bệnh này có thể là cũng sốt, cũng đau nhức mình mẩy. Nhưng mà trong sốt xuất huyết thì bệnh nhân thường có dấu hiệu sốt cao ngay từ lúc khởi phát, mệt mỏi lừ đừ, da niêm xung huyết, và giai đoạn trở nặng thường vào từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 5, bắt đầu khi bệnh nhân bắt đầu có chiều hướng là bớt sốt thì bắt đầu có dấu hiệu nặng hơn thì cần phải lưu ý và đi khám bệnh kịp thời. Mỗi ngày thì đối với sốt xuất huyết mà không có chỉ định nhập viện, có thể điều trị tại nhà bằng uống thật nhiều nước, bằng các loại nước trái cây, nước chín đun sôi để nguội, nước biển khô aerosol, ăn cháo, súp, uống sữa và tránh những thức ăn có màu nâu, màu đen, màu đỏ, tại vì bệnh nhân có thể nôn ói và dễ nhầm lẫn với lại những thức ăn có màu nâu, màu đen với triệu chứng xuất huyết tiêu hóa. Và đồng thời cũng đi khám mỗi ngày, đặc biệt là từ ngày thứ 3 trở đi cho tới ngày thứ 7 hoặc là cho tới khi ít nhất là hết sốt 2 ngày để biết chắc chắn là bệnh nhân không có dấu hiệu trở nặng hoặc là đây là một trường hợp không phải sốt xuất huyết, thì khi đó chúng ta có thể tránh được việc phải nhập viện không cần thiết. Và vì sốt xuất huyết là bệnh có thể điều trị ở tuyến cơ sở, cho nên khi các bệnh nhân được chẩn đoán và theo dõi sốt xuất huyết có thể yên tâm điều trị tại tuyến cơ sở, trừ những trường hợp đặc biệt bệnh nhân nhập viện ở tuyến cơ sở mà quá khả năng điều trị, thì sau khi hội chẩn ở tuyến trên thì bệnh nhân mới lúc đó có thể là chuyển lên tuyến trên để điều trị. Một số trường hợp bệnh nhi có bệnh lý nền hoặc cơ địa đặc biệt, ví dụ như trẻ nhu nhi, trẻ dư cân, hoặc là có bệnh lý mãn tính đi kèm như là bệnh tim, bệnh phổi, bệnh gan, bệnh thận, thì khi bị sốt xuất huyết, bệnh nhân có thể trở nặng nhiều hơn và khó điều trị hơn so với những trường hợp thông thường. Đặc biệt là những trường hợp gia đình thân nhân đơn chiếc và khó có khả năng theo dõi thì cũng nên lưu ý để tránh những trường hợp bệnh nhân ở trong những hoàn cảnh đó, hoặc là nhà xa, khó khả năng tiếp cận cơ sở y tế thì cũng cần nên ở phòng lưu điều trị trong ngày ở các cơ sở y tế hoặc là nhập viện, đặc biệt là từ ngày thứ 3 trở đi để được theo dõi chặt chẽ hơn là những trường hợp thông thường. Hiện tại thì trong sốt xuất huyết điều trị vẫn chỉ là điều trị triệu chứng bằng uống thật nhiều nước và bù dịch. Những trường hợp mà bệnh nhân có dấu hiệu mất nước, cô đặc máu nhiều, ăn uống không được hoặc là bệnh nhân ói mửa liên tục thì những trường hợp đó có thể là phải truyền dịch. Trong truyền dịch trong sốt xuất huyết thì đa số những trường hợp sốc
hoặc là số quý đang có nhiều cảnh báo quá trình truyền dịch thì thông thường truyền bằng các dung dịch điện giải đẳng trương, ví dụ như là dung dịch Ringer-Lactate, Ringer-Acetate hoặc là Natri Chlorua 9 phần ngàn. Tuy nhiên có một số trường hợp bệnh nhân có tốc độ thấp thốc huyết tương quá cao, các dung dịch điện giải này không có khả năng bồi hoàn thể tích đầy đủ thì lúc đó phải dùng các dung dịch cao phân tử. Tuy nhiên hiện tại thì tình hình dịch truyền cao phân tử đang có sự thiếu hụt trong cái nguồn cung cấp, vì hiện tại dung dịch cao phân tử duy nhất sử dụng Việt Nam là dung dịch Star, trọng lượng phân tử 200.000, đơn vị Dunston. Các nhà sản xuất trên thế giới đã ngừng sản xuất và hiện tại Bộ Y tế đã có một cái kế hoạch là sẽ liên hệ với lại các công ty dược tại Việt Nam cũng như trên thế giới để đảm bảo nguồn cung cấp kịp thời trong mùa dịch sốt xuất huyết năm 2020 và năm 2021 tiếp theo.